Xin chào các bạn, đây là góc làm việc của tôi. Toàn bộ những thiết bị này giúp tôi tạo ra những live stream đào tạo cho hàng nghìn người mỗi ngày ở trên internet đây. Rất là đơn giản đúng không nhỉ? À, đây là cái điện thoại để còn check comment thôi. Check comment mới lại để tìm tài liệu trong lúc đào tạo. Đó, còn đây là cái máy tính bàn. Máy tính bàn này thì gồm có gắn một thiết bị là webcam, tức là thực ra là một cái camera ấy, để khiến cho mình lên hình trở nên đẹp trai hơn, trở nên sặc sỡ hơn, trở nên nét căng hơn. Và cái máy tính này thì nó cấu hình cao nên nó sẽ đảm bảo cái việc là gì ạ? Mọi thứ âm thanh, ánh sáng, mọi thứ nó đều rất là tuyệt vời. Rồi thì bây giờ tôi sẽ set live cho các bạn nhé. Tôi sẽ làm cái live mà tôi thường hay làm. Đó là live stream có thể hiện được comment lên này. Live stream có thể mời người khác cùng lên làm khách mời này. Đó là những cái live stream mà tôi thường làm trong quá trình đào tạo hàng ngày để tạo ra những cái thương hiệu cho mình ngày hôm nay đấy. Ok, chúng ta cùng bắt đầu trải nghiệm nhé. Nào, bây giờ để set live thì các bạn cần có, đầu tiên là cần có Facebook đúng không nhỉ? Đúng rồi, mình vào Facebook của mình nhá. Nhưng vào Facebook thì không phải là bấm luôn cái trình like ở trên Facebook này đâu, mà chúng ta sẽ like trên một cái thông qua một cái tài khoản khác. Tài khoản đấy thì chúng ta sẽ đăng ký qua bậcthầylivestream.com, bậcthầylivestream.com này. Bạn vào trang web bậcthầylivestream.com, các bạn click vào nút đăng ký tài khoản nếu bạn chưa có nhá. Click nút đăng ký tài khoản. Đây, để dự ao cái này ra để mà thấy rằng địa đây. Nếu mà vào bậcthầylivestream.com này. Rồi. Sau đó nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn kích vào đăng ký tài khoản. Sau đó bạn điền cái email vào đây. Thì bạn tạm quên mấy cái từ tiếng Anh đi. Ý là gì ạ? Ý là bạn cần có một tài khoản Gmail để đăng ký cái tài khoản này. Nó chỉ có mấy cái từ tiếng Anh thôi. Thì làm theo hướng dẫn này là làm được. Là bạn điền mail của bạn vào đây. Xong bạn kích vào Get Started. Thì nó sẽ gửi cho bạn vào email của bạn một cái mã bảo mật. Xong bạn lại điền nó vào. Thế là bạn có tài khoản thôi. Tài khoản miễn phí luôn. Sau này bạn muốn làm tính năng nâng cao là có logo này, livestream nó nét căng lên này, hoặc nhiều tính năng nữa thì bạn nâng cấp lên thì chưa muộn, nhưng bây giờ cứ trải nghiệm miễn phí đã. Rồi. Bây giờ thử thầy dự đã có tài khoản rồi, đúng không nhỉ? Bạn chưa có tài khoản thì làm theo như vậy nhá. Vào bậcthầylivestream.com. Xong thì click vào phần đăng ký tài khoản. Còn khi đã đăng ký xong rồi thì bạn không click vào đăng ký nữa mà chúng ta click vào đăng nhập. Đăng nhập thì chúng ta điền cái tài khoản mà chúng ta vừa đăng ký vào. Xong chúng ta get login code. Tức là cái này hay là mình không cần phải mật khẩu, mà mỗi lần mình đăng nhập thì mình chỉ cần gõ Gmail của mình thôi thì nó sẽ gửi vào cái, nó gửi về mail cho chúng ta. Đấy, nó gửi về cái mail. Thì mình vào Gmail để mình tìm. Đây. Streamart login code đây này. Thì cái này nó là Streamart. Đúng không nhỉ? Đừng có sợ tiếng Anh nhá, có mấy cái từ tiếng Anh này thôi. Ví dụ đây là cái mã tại thời điểm này là 122851. Thì chúng ta enter vào đây. Thì mỗi lần mà đăng nhập nó có một mã khác nhau nhá. Rồi, khi vào đây rồi, đúng nhỉ? Rồi, khi vào đây rồi thì đầu tiên là gì ạ? Bạn cần phải gì ạ? Kết nối nó với Facebook của bạn nữa. Bạn click vào Destination này này. Xong bạn click kết nối. Bạn muốn kết nối với fanpage của bạn, hay là kết nối với group nào đó của bạn, hay là kết nối với kênh YouTube. Nếu như kênh YouTube của bạn được quyền livestream rồi nhá, thì kết nối vẫn được. Đấy, bạn muốn kết nối với cái gì đều kết nối được hết. Đó, thì bạn cứ bấm vào kết nối thôi. Ví dụ bạn bấm vào kết nối với một cái group nào đó đúng không? Bấm vào profile thì bấm profile thôi. Bạn nên kết nối một lúc nhiều cả, bởi vì cái này một lúc bạn có thể live stream được trên nhiều luồng. Đấy, ví dụ ở đây nhá. Ví dụ ở đây đúng không? Ví dụ ở đây, kết nối ở đây. Kết nối luôn. Đấy. Hiện ra gì ạ? Xong mình gì ạ? Tùy chỉnh nhóm ra. Xong mình thêm cái ứng dụng đấy vào là xong. Đâu, ví dụ là ở đây đúng không? Cho có ứng dụng nào, click vào ứng dụng. Thêm ứng dụng thì cho thêm cái Streamart đấy vào. Đây, chúng ta sẽ gọi là Streamart. Streamart. Đấy, các bạn thêm vào. Thêm vào thôi. Thế là nhóm của chúng ta được liên kết rồi. Đúng không nhỉ? Đấy, nếu bạn thêm nhóm là như vậy nhá. Rồi, và trong trường hợp mà bạn gì ạ? Bạn muốn thêm một cái fanpage hoặc thêm cái gì đó thì tùy. Cứ ấn vào ấn này là xong. Thì đấy là cái cổng kết nối của bạn chỉ làm một lần trong đời thôi. Đúng không nhỉ? Rồi, khi bạn xong rồi rất là đơn giản thôi. Bạn cứ mở đi mở lại xem video nhiều lần nhá là bạn sẽ làm theo được. Bạn create a postcard này. Ở đây là những thứ bạn đã kết nối rồi. Ví dụ bây giờ thì tự bật làm cái livestream trên trang cá nhân này. Xong thêm một cái luồng nữa ở bên fanpage này. Xong trong cả cái nhóm phụ nữ bán hàng online của thầy này. Thì kích vào ba cái. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ rồi gì ạ? Chúng ta sẽ viết cái tiêu đề của cái livestream. Đó là cách 4 chiến lược kết hợp siêu đẳng để bán sữa
bán hàng truyền thống và kênh và bán hàng qua kênh Facebook. À. Đấy, chúng ta copy, chúng ta cho xuống. Rồi, và customize này. Đây, kích vào đây là xong. Đấy, bắt đầu lên này, nó bắt đầu nhận camera này. Dễ à, tôi có cái gì đâu. Rồi, được không? Cho cái cao hơn tí nhá, nhìn cho đẹp trai nhá. Nghĩa là thầy Hán Quang Dự đúng không nhỉ? Ok. Mình nói là thế nào lên ở đây này. Thì tức là âm thanh tốt. Nhìn video này, tức là ánh sáng tốt. Rồi, mình điền tên của mình vào đây. Rồi mình kích vào Enter Broadcast Studio. Kích vào đây rồi, nhưng chưa lên đâu nhá. Rồi, chúng ta kích vào Add to Stream. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể thêm được logo, mọi cái tính năng của nó bên này hết này. Bạn chỉ sửa gì cũng được, nghịch ở bên này. Nhưng bây giờ chúng ta chuẩn bị đến giờ live stream rồi, chúng ta kích vào Go, Add to Go Live Stream. Rồi, được không nhỉ? Rồi, đấy, thì các bạn đang nhìn thấy Diện đang quay lại cái này. Bạn đang nhìn thấy cả trợ lý có thể được rồi đấy. Rồi, được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ gì ạ? Chưa lên đâu nhá, tí nữa phải kích vào Go Live. Bây giờ thì Diện sẽ gửi cái lời mời cho khách mời của mình. Đấy, copy. Chúng ta kích vào gì ạ? Kích vào này. Kích vào Invite. Kích vào Copy. Rồi chúng ta gửi cho khách mời chúng ta. Ví dụ, đây. Gửi cho khách mời. Đấy. Rồi. Khi khách mời của chúng ta vào thì luôn đã hình ảnh khách mời chúng ta lên đây. Chúng ta sẽ cho họ hiện lên màn hình hoặc là cho họ ở phía dưới màn hình. Thì đấy là do quyền của chúng ta. Và trong lúc live stream thì chúng ta có quyền để hai màn hình này, hoặc là gì ạ, một mình của họ này, hoặc là một mình của chúng ta này. Đây, rất nhiều cái tính năng chỉnh như thế này. Và thậm chí chúng ta muốn hiện comment của ai đó thì chúng ta cứ có cái ô điều khiển bên này này, nó kích vào đây đó thì nó sẽ hiện ra rồi. Nó rất là đơn giản luôn. Đấy, bạn muốn thêm banner, thêm bất kỳ cái điều gì đều làm được hết đó. Và thì dự tiệc khuyến nghị các bạn gì ạ, là chúng ta hoàn toàn có thể là nâng cấp cái gói miễn phí này lên với cái gói đây, ví dụ nha. Bây giờ mình xem một cái gói, các gói cước của nó như nào nhá. Đây, gói cước của nó là có 25 đô một tháng này, 49 đô một tháng này. Nhưng nếu đăng ký hàng năm chỉ có 20 đô một tháng thôi. Thì nó rất nhiều tính năng. Đây, được 4 giờ live stream liên tiếp này, không giới hạn. Rồi có thể là live stream 10 người cùng trên màn hình được này. Không giới hạn live stream một ngày bao nhiêu này. Còn nếu bản miễn phí thì chỉ được gì ạ, 6 người trên một live stream thôi. Rồi thời gian live stream bị giới hạn là một tháng chỉ được live stream tổng là 20 giờ thôi. Rồi phải có cái logo của họ nữa. Và tóm lại là nhiều cái thứ thì nó sẽ miễn phí mà. Mình cứ trải nghiệm đi, nhưng nhớ phải nâng cấp lên được cái này. Thì lúc đấy bạn mới kiếm được nhiều tiền hơn. Và lúc đấy thì bạn có nhiều tính năng, bạn mới khiến cho người ta thực sự rất là ấn tượng về cái gì ạ, về cái cách làm live stream của bạn. Đấy. Còn đây thì đeo mic ở đây là đeo mic, thực ra là đeo mic để còn gì ạ, để còn phục vụ cho cái việc quay lại cái này thôi nhá. Còn nếu mà chỉ live stream vậy thì không cần đeo mic, bởi vì là cái thiết bị này của Thầy Dự này, cái webcam này có tên là Logitech C930E. Thì bạn search trên mạng, nó khoảng tầm 3 triệu, dưới 3 triệu. Nó rất là nét đúng không nhỉ, làm cho mình nét căng như này cơ mà. Còn điện thoại này dùng để mình check comment hoặc là mình làm điều gì đó trong quá trình mình live stream. Đó. Ok, thì chúng ta sẽ gửi đường link cho khách mời rồi, với khách mời chỉ kích vào thôi. Nếu khách mời nhá, ở cái địa vị của khách mời, nếu mà mình gửi đường link thì khách mời sẽ phải copy cái link đấy. Họ có thể là live stream cùng mình bằng điện thoại được. Đấy, cái hay là như vậy. Họ chỉ cần dùng điện thoại của họ copy cái link đấy. Copy chứ không ấn trực tiếp nhé, mà copy cái đường link đấy ra cái trình duyệt Safari ấy. Đấy, hoặc là cái trình duyệt Chrome nào đó trên điện thoại của họ. Và họ cũng điền thao tác, điền tên của họ vào, enter vào là cũng kết nối được như chúng ta như này. Và màn hình của họ hiện trên này, chúng ta cho họ hình góc nào đấy là việc của chúng ta. Thì câu hỏi là mình với vai trò là người setup như này thì mình có setup bằng gì ạ? Bằng điện thoại của mình được không? Mình setup bằng điện thoại, họ cũng dùng điện thoại được không? Câu trả lời là có. Thì bạn cứ hướng dẫn sử dụng livestream đôi stream app bằng điện thoại Hán Quang Dự. Đấy, hoặc là bạn xem cái bạn nào cần thì cái bình luận ở phía dưới này, thì Dự sẽ để ghi bình luận ở phía dưới này có cả cái video đấy. Tức là bạn setup toàn bộ cái này bằng chính điện thoại bạn cũng được. Đấy. Rồi, nhưng nhớ để cho nó nét, để cho tất cả mọi thứ nó mượt mà thì đầu tư 20-25 đô gì đó. Rồi, ok không nhỉ? Rồi thì nhá. Rồi bạn gặp khó khăn gì thì thầy Dự sẽ là người gì ạ? Hỗ trợ cho các bạn. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu thích những hướng dẫn đặc biệt như này, truy ngược thành công những cái thứ mà thầy Dự đang làm như này, thì đăng ký vào kênh fanpage thầy Hán Quang Dự này, hoặc là kênh YouTube mà bạn đang xem nhé. Đăng ký để biểu tượng nút chuông thì các bạn sẽ nhận được những cái
video tiếp theo hướng dẫn của thầy Dự. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Hai bước để bạn nhận bài học mới của thầy Dự mỗi ngày. Bước 1, ngay bây giờ hãy đăng ký kênh YouTube và để biểu tượng nút chuông. Bước 2, hãy vào Facebook của chính bạn và gõ Hán Quang Dự, gửi lời mời kết bạn và để chế độ xem trước. Đợi đã, tôi có một món quà cực kỳ giá trị muốn tặng bạn. Trước tiên, hãy kích vào biểu tượng đăng ký kênh YouTube, kích vào biểu tượng nút chuông nữa để tự động cập nhật những bài giảng mới nhất của Hán Quang Dự. Sau đó, hãy tìm cái đường link quà tặng miễn phí ở phía dưới. Nó cực kỳ giá trị và miễn phí giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của mình, nằm ở phần mô tả hoặc là phần comment cho video này. Kích xuống dưới nha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo của Hán Quang Dự.